Lương Minh Châu và Gia Tuấn xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV cho ngày thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2024. Và ngay bây giờ, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Vâng, kết thúc quý vị để mở đầu cho chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Nông dân của Anh Quốc lái hơn 100 máy kéo bao vây tòa nhà quốc hội ở London. Vào ngày 26 tháng 3, nhiều nông dân đã lái máy kéo đến tòa nhà quốc hội của Anh Quốc để biểu tình phản đối các thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit mà họ cho là đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nước này. Người biểu tình từ nhiều nơi trên cả nước đã đưa theo khoảng 100 máy kéo đến bên ngoài của nhà quốc hội Anh Quốc, yêu cầu chính phủ thực thi việc dán nhãn mát thực phẩm chính xác hơn, cũng như là thực hiện các bước để cải thiện an ninh lương thực của đất nước. Ngoài ra, thì người biểu tình cũng muốn chính phủ chấm dứt các thỏa thuận thương mại mà họ tin là cho phép nhập cản thực phẩm không bảo đảm tiêu chuẩn lưu hành ở Anh Quốc và làm giảm thu nhập của những người nông dân trong nước. Các cuộc biểu tình của nông dân Anh quốc diễn ra trong bối cảnh người nông dân tại nhiều nước Âu Châu đã tổ chức các hoạt động tuần hành biểu tình phản đối môi trường cạnh tranh không công bằng với hàng hóa nhập cản, giá rẻ, ồ ạt và bất đồng về các quy định môi trường. Nông nghiệp của Anh quốc cung cấp khoảng 60% lương thực, thực phẩm tiêu thụ trong nước, nhưng nông dân lo ngại là tỷ lệ này sẽ giảm. Bên cạnh đó thì người nông dân của Anh quốc cũng đang phải gánh thêm nhiều khoản chi phí gia tăng và tình trạng thiếu lao động thời vụ. Nhiều người trong số này là người nước ngoài khó tuyển dụng hơn kể từ Brexit. Ông Maduro tái tranh cử đàn áp bầu cử tự do ở Venezuela. Hôm 26 tháng 3, đoàn tuần hành ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro tập hợp tại một sân khấu khổng lồ với ba màu đỏ, vàng và xanh theo quốc kỳ Venezuela bên ngoài trụ sở hội đồng bầu cử, nơi ông chính thức ứng cử cho nhiệm kỳ thứ ba kéo dài tới năm 2031. Cuộc bầu cử ở Venezuela đang diễn ra trong bối cảnh làn sóng đàn áp ngày càng leo thang nhắm vào những người bất đồng chính kiến nhằm bảo đảm ông Maduro vẫn tại vị. Đầu năm nay, chính quyền Maduro bỏ tù một luật sư nhân quyền danh tiếng và sau đó niêm phong văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc vì chỉ trích vụ bắt giữ, đồng thời cho nhân viên quốc tế của Liên Hiệp Quốc 72 giờ để rời khỏi Venezuela. Nhưng thay vì tẩy chay cuộc bỏ phiếu như những gì từng xảy ra khi ông Maduro tái đắc cử nhiệm kỳ 6 năm lần thứ nhì vào năm 2018, phe đối lập đang tìm cách vạch trần sự biệt bợm của ông Maduro và làm cách nào đó để người ta thấy Maduro cướp phiếu bầu trắng trợn. Gio Ramsey, nhà phân tích cấp cao về Venezuela tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden đang ở thế kẹt khi vừa cố gắng duy trì đòn bẩy nhằm hất cản Maduro vừa làm dịu đi những hoài nghi cho rằng họ quá nương tay với Venezuela. Tiếp theo là bản tin liên quan đến IS cảnh báo có thể tiếp tục tấn công khủng bố Nga. Newsweek đưa tin, một tấm banner của IS K đã xuất hiện trên mạng xã hội trong những giờ qua, cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Nga. Hành động này diễn ra vài ngày sau khi ISIS K đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công khủng bố vào nhà hát Korskis City của Moscow vào ngày 22 tháng 3, khiến cho 139 người chết, theo số liệu mới nhất từ Ủy ban Điều tra Nga đưa tin. Tấm biểu ngữ này do AR một đài truyền hình của ISIS-K thực hiện. Đây là chân rết của IS, nhóm khủng bố từng bị Nga tiêu diệt ở Syria. Trên tấm biểu ngữ al azim dùng những lời lẽ khích động và bạo lực với hình ảnh của một người đàn ông đeo mặt nạ, cầm dao và nói rằng Hãy cảnh giác, đừng nghĩ rằng chúng tôi không có cơ hội trả thù cho những người anh em bị bắt làm con tin. Trước đó, thì IS trung hình ảnh và video các tay súng của nhóm khủng bố tấn công vào đám đông trong nhà hát. Nga vẫn đang điều tra về vụ việc này. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tội ác được thực hiện bởi bàn tay của những người Hồi giáo cực đoan, những người có hệ tư tưởng mà chính thế giới Hồi giáo đã đấu tranh trong nhiều thế kỷ. Tổng thống Ukraine Zelensky cách chức thư ký Hội đồng An ninh. Ngày 26 tháng 3, văn phòng Tổng thống Ukraine thông báo hai sắc lệnh. Theo đó, thư ký Hội đồng An ninh của Ukraine, Ông Oleksiy Danilov đã bị cách chức và người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại, ông Oleksandr Levinenko đã được bổ nhiệm thay thế. Ông Ole Ivashchenko sẽ làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Hiện chưa rõ lý do dẫn đến quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt nêu trên. Ông Danilov đã nắm giữ chức vụ này từ năm 2019, vài tháng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhậm chức. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine có vai trò điều phối về các vấn đề an ninh và quốc phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống. Cơ quan này gồm các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng. Ông Zelensky đã liên tục thay các quan chức cấp cao về an ninh và quốc phòng kể từ khi bùng phát chiến tranh. Tiếp theo là bản tin liên quan đến Ba Lan căng thẳng sau vụ đại sứ của Nga phớt lờ yêu cầu triệu tập Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Ba Lan là Vladislav Kosniak Zamis đã phản ứng về việc đại sứ của Nga phớt lờ lệnh triệu tập. Trước đó, thì phi đạn của Nga bị cáo buộc là xâm nhập không phận của Ba Lan trên đường bay đến tấn công mục tiêu của Ukraine. Ông Kozostina Kamis cũng cho rằng là các bình luận của ông Andreev trên truyền thông của Nga là biểu hiện của sự khinh thường và nói thêm phía của Ba Lan đang để ngỏ khả năng trục xuất ông Andreev vì đã không thực hiện chức trách của một nhà ngoại giao. Ông Kosnia Kamis cáo buộc phi đạn bay lạc của Nga là hành vi vi phạm luật pháp và tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng cho biết đang có sự liên lạc liên tục giữa Tổng thống, Thủ tướng, Bộ Ngoại giao và Cục An ninh Quốc gia của Ba Lan về vấn đề này. Trong khi đó thì đại sứ quán của Nga tại Ba Lan nói rằng đại sứ Andreev đã được triệu tập nhưng muốn xem bằng chứng trước bất kỳ cuộc gặp nào. Bỉ duy trì cảnh báo đe dọa khủng bố tiềm tàng ở mức cao, cơ quan phối hợp và phân tích mối đe dọa của Bỉ cho biết mức độ đe dọa khủng bố tiềm tàng ở nước này hiện ở mức 3 trên thang 4 cấp độ, tương đương với nguy cơ có thể xảy ra các vụ việc nghiêm trọng. Cấp độ cảnh báo này đã có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023, sau khi xảy ra vụ tấn công cướp đi sinh mạng của hai du khách người Thụy Điển ở thủ đô Brussels. Chính phủ Bỉ tiếp tục duy trì cảnh báo cho đến nay, đặc biệt là do tình hình ở Trung Đông và sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái. Mặc dù vậy, cơ quan này chưa có kế hoạch nâng cấp cảnh báo lên mức độ 4 là mức cao nhất như ở Pháp. Pháp cũng đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên cấp độ 4 sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ở nhà hát thủ đô Moscow đêm 22 tháng 3 vừa qua. Thị trấn ở nước Ý rao bán nhà với giá chỉ 1 mỹ kim vẫn không có người mua. Thông tin của chính quyền nhiều thị trấn ở nước Ý rao bán nhà với giá chỉ 1 mỹ kim đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong vài năm qua không ít người đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc và có ý định bỏ tiền ra sắm những bất động sản này vốn bị bỏ hoang từ lâu. Trong số gặp khó khăn có Patricia, một thị trấn hình thành từ thời Trung Cổ với chỉ 3.000 cư dân sinh sống. Patricia nằm ở phía nam của Rome và nơi đây có hơn 40 ngôi nhà bị bỏ hoang kể từ đầu những năm 1900. Đa số nhà đang ở trong tình trạng mục nát, hư hỏng nặng nề, nằm trên cao nguyên đá nhìn xuống thung lũng saco ở miền trung của nước Ý patricia có vẻ ngoài bình yên thực tế thì cuộc sống ở đây không hề dễ dàng đối với người dân địa phương nhiều người đã bỏ đi tìm kiếm tương lai tươi sáng hơn ở nơi khác họ để lại ngôi nhà trống rỗng không ai chăm sóc trong nhiều thập niên nhằm thổi sức sống mới vào thị trấn đang chết dần. Thị trưởng Lucio Fiordaliso đã học theo các địa phương khác và ra bán số nhà bỏ hoang nằm tại Patricia với giá là một mỹ kim. Nhưng tới nay thì ông vẫn không thành công lắm trong việc bán nhà. Nhưng mặt hàng là nhà sẵn sàng để ở, gồm những căn nhà hai phòng ngủ có giá khởi điểm từ 20.000 Mỹ Kim lại hấp dẫn người mua hơn là nhóm nhà một Mỹ Kim hơn 63.000 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích trong thập niên qua, tổ chức di trú quốc tế cho biết có nhất 63.285 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên các tuyến di cư toàn cầu trong giai đoạn 2014 đến 2023. Tổ chức Di trú Quốc tế công bố báo cáo liên quan đến dự án người di cư mất tích, cho thấy đa phần ghi nhận các trường hợp thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến Địa Trung Hải, tiếp đến là châu Phi và Á châu. Gần 60% số người thiệt mạng được ghi nhận có liên quan đến đuối nước và hơn 33,3% số người di cư được xác định là đến từ các quốc gia xung đột, trong đó có Afghanistan, Syria, Ethiopia. Dữ liệu của Tổ chức Di trú Quốc tế cho thấy năm 2023 là năm nguy hiểm nhất đối với người di cư trong thập niên vừa qua, khi có tới 8.541 người thiệt mạng, một phần do số người chết đuối ở địa Trung Hải tăng mạnh. Với việc các đảng phái phản đối nhập cư ngày càng có tầm ảnh hưởng trên khắp châu Âu, trong nhiều năm qua, chính phủ các quốc gia tại châu Lục này đã nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư vào đất nước mình bằng cách cam kết tài trợ cho các quốc gia dọc địa Trung Hải như Tunisia và Ai Cập. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ trừng phạt giới công nghệ và tài chính của Nga. Bộ Tài chính cho biết là Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài đã đưa thêm 13 tổ chức và hai cá nhân của Nga vào đợt trừng phạt mới nhất này nhắm vào hạ tầng cơ sở tài chính cốt lõi của Nga. Mục đích của Washington là để ngăn chặn Moscow sử dụng hệ thống tài chính quốc tế để tiếp tục các mục tiêu trong cuộc xung đột Ukraine. Trong số các công ty này có Atomized Công ty công nghệ tài chính do tập đoàn đầu tư Interros Holding của tỷ phú người Nga Vladimir Putin đặt kiểm soát, theo thông tin là Artemis bị trừng phạt vì đã phát triển hoặc là cung cấp dịch vụ bằng tài sản ảo nhằm tránh các lệnh trừng phạt trước đó nhằm vào Nga. Các công ty công nghệ tài chính khác cũng nằm trong danh sách trừng phạt của văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài, bao gồm công ty công nghệ Lighthouse. Đây là công ty đã thực hiện thỏa thuận tài sản kỹ thuật số được hỗ trợ bằng tiền mặt đầu tiên của Nga vào hồi tháng 6 của năm 2022. Bộ Tài chính cho biết là Lighthouse đã làm việc với ngân hàng trung ương bị trừng phạt của Nga và các công ty cho vay lớn như là VTB và Spurbank cũng đang bị trừng phạt. Theo lệnh trừng phạt, thì các thực thể và cá nhân nói trên sẽ bị cấm giao dịch bằng đồng Mỹ Kim và sử dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ đổi tên thành bất kỳ ai khác để tranh cử tổng thống. Dustin Ibe, 35 tuổi, cựu quân nhân và hiện là giáo viên dạy toán lớp 7 ở ngoại ô thành phố Dallas, Texas, hồi đầu năm đã hoàn thành thủ tục để đổi tên thành Literally Anybody Else, bất kỳ ai khác theo nghĩa đen, khi đủ tuổi ra tranh cử tổng thống. Luật Mỹ quy định những người là công dân được sinh ra ở nước này đã sinh sống tại đây ít nhất 14 năm và từ 35 tuổi trở lên đều có thể tranh cử tổng thống. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày 26 tháng 3, LC chia bằng lái với cái tên mới được ghi danh hợp pháp, cho hay mình làm điều này để thuyết phục những cử tri không hài lòng với ứng viên tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ lẫn ông Trump của đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm nay. LC cho hay, Thẩm phán địa hạt Toran đã ký phê chuẩn quyết định đổi tên cho anh, dù không mấy thích thú với việc này. Theo anh, động thái đổi tên cũng cho thấy bất kỳ công dân Mỹ nào đủ điều kiện cũng có thể ra tranh cử tổng thống. LC lên kế hoạch tranh cử với tư cách ứng viên độc lập, để trong lá phiếu bầu tổng thống tháng 11 sẽ có tên Joe Biden, Donald Trump và bất kỳ ai khác theo nghĩa đen. Tuy nhiên, chặng đường tranh cử của LC sẽ đối mặt rất nhiều khó khăn. Để có tên trên lá phiếu, giáo viên này cần thu thập đủ 113.000 chữ ký ủng hộ từ các cử tri không tham gia bầu cử sơ bộ ở tiểu bang Texas trước ngày 13 tháng 5. Tiếp theo là bản tin liên quan đến tòa ra lệnh cho ông Trump nín lặng trong vụ án tiền bịt miệng. Một chánh án ở New York vào ngày 26 tháng 3 ban hành một phần lệnh bịt miệng, cấm cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra tuyên bố chỉ trích nhân chứng, công tố viên, nhân viên tòa án và bồi thẩm đoàn trong phiên tòa hình sự trả tiền bịt miệng cô đào Stormy Daniels sắp tới, theo AP đưa tin. Tránh án Juan M. Merchant trích dẫn những bình luận trước đây của cựu Tổng thống về ông và những người khác trong vụ án, cũng như là phiên xét xử sắp diễn ra vào ngày 15 tháng 4, khi chuẩn thuận yêu cầu của các công tố viên về việc xin đưa ra lệnh cấm ông Trump đưa ra các lời bình luận bên ngoài tòa, không còn nghi ngờ gì nữa. Mối đe dọa an toàn cho các bên có liên quan là điều quan trọng, vì tranh án đã viết như trên. Bên công tố yêu cầu lệnh bịt miệng trích dẫn điều mà họ gọi là lịch sử lâu dài của việc đưa ra những nhận xét công khai mà mang tính kích động của cựu tổng thống Trump về những người liên quan đến các vụ án của ông. Lệnh bịt miệng không cấm bình luận về tránh án Morton hoặc là tránh biện lý Alvin Bragg, nhưng cấm ông Trump đưa ra những lời công kích những nhân vật chủ chốt trong vụ án như là ông Michael Cohen, cựu luật sư của ông Trump mà giờ đây đã trở thành kẻ thù, hay là cô Stormy Daniels ngôi sao phim khiêu dâm. Tòa bác đơn của ông Musk kiện tổ chức phi lợi nhuận chỉ trích mạng xã hội X Chánh án George Breyer, tòa liên bang tại San Francisco, đã bác vụ kiện và nhận định đó là nỗ lực nhằm bịt miệng một tổ chức phi lợi nhuận trước các báo cáo về lời nói cấm thù và thuyết âm mưu ngày càng gia tăng trên nền tảng X. Trước đây là Twitter. Trong một tuyên bố đáp trả, X cho biết họ không đồng ý với quyết định của chánh án Breyer và dự định kháng cáo. Tỷ phú Elon Musk, người tự gọi mình là người theo chủ nghĩa tuyệt đối về tự do ngôn luận, đã tấn công một tổ chức phi lợi nhuận sau khi cơ quan này công bố một báo cáo có tên Twitter độc hại vào năm ngoái. Bản báo cáo đó nói rằng Twitter thuộc quyền sở hữu của Musk đã khôi phục tài khoản của những người theo chủ nghĩa phát xít mới, những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng, những người theo chủ nghĩa sai lầm và những người truyền bá các thuyết âm mưu nguy hiểm. X đã kiện trung tâm nêu trên và một tổ chức phi lợi nhuận quỹ khí hậu châu Âu, cho rằng họ đã âm mưu để lấy dữ liệu bất hợp pháp về quảng cáo của X. Nhưng chánh án Breyer viết trong phán quyết rằng, mạng xã hội X chỉ đơn giản là cố gắng bịt miệng những người chỉ trích nền tảng này. Một người mẹ ở New York giết con gái 5 tuổi và giấu xác. Một người phụ nữ ở New York bị buộc tội đánh chết con gái 5 tuổi của mình gần 3 tháng trước và giấu xác của đứa bé. Vào ngày 26 tháng 3, bà Latasha Mott, 29 tuổi ở Syracuse, đã bị truy tố tội ngộ sát và phi tang sát chết. Các công tố viên cho biết là bà Mott đã dùng thắt lưng đánh Nefertiti nhiều lần khi cô gái đang tắm vào ngày 6 tháng Giêng, khiến cho cô bé bị thiệt mạng. Post Standard of Syracuse đưa tin rằng là cảnh sát của Syracuse đang tìm kiếm trên các cánh đồng và các khu rừng họ dùng cả máy bay không người lái. Công tố viên quận hạt Onondaga William Fitzpatrick nói rằng là cuộc điều tra bắt đầu khi các thành viên của trong gia đình lo lắng về nơi ở của Nefertiti đã liên lạc với cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn Mott và cô ta đã thú nhận là đã giết đứa trẻ rồi giấu xác trong một khu rừng. Luật sư John Kelly cho biết là Mott đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên thì ông này cho biết là còn quá sớm để bình luận thêm về vụ việc. Người cao niên ở California từ 70 tuổi trở lên phải thi lại bằng lái xe, các tài xế ở California từ 70 tuổi trở lên phải đối diện với những yêu cầu đặc biệt khi gia hạn hoặc xin bằng lái xe. Các tài xế cao niên phải trực tiếp gia hạn bằng lái xe trừ khi sở quản lý xe cơ giới DMV có chỉ dẫn khác họ phải trải qua bài kiểm tra thị lực và vượt qua bài kiểm tra trắc nghiệm về kiến thức. Nếu tài xế cao niên không vượt qua bài kiểm tra viết, bằng lái xe của họ có thể được gia hạn thêm 30 ngày, trừ khi họ thi lại rồi đậu phần kiểm tra sớm hơn. Một điều thay đổi gần đây trong luật định cho phép những người dưới 80 tuổi làm bài kiểm tra viết trực tuyến, nhưng họ vẫn phải có mặt trực tiếp ở trường thi để kiểm tra thị lực. Luật sư Rodney Gould có chứng nhận hành nghề luật trên toàn tiểu bang, từng hỗ trợ người cao niên trong các vấn đề gia hạn giấy phép lái xe cho biết, rất nhiều người cao niên cảm thấy chính sách sửa đổi này là không công bằng. Một số người cao niên lo ngại việc bị cấm lái xe sẽ cô lập họ với xã hội. Hoa Kỳ bối rối với phản ứng của Israel về nghị quyết tại Liên Hiệp Quốc Tòa Bạch Ốc cho rằng là Thủ tướng Israel phản ứng thái quá với quyết định hủy chuyến thăm của phái đoàn tới Washington sau khi Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng về nghị quyết Gaza. Nghị quyết kêu gọi các bên đình chiến lập tức để hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài, bền vững, đồng thời yêu cầu lực lượng Hamas và các nhóm vũ trang khác ở giải Gaza trả tự do cho những con tin bị bắt vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết bà bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu ủng hộ vì nghị quyết không bao gồm nội dung lên án Hamas. Theo Thủ tướng Netanyahu, hành động bỏ phiếu trắng đánh dấu sự chuyển hướng chính sách của Washington, gây tổn hại cho chiến dịch cũng như là nỗ lực phóng thích con tin của Tel Aviv. Trong khi đó, thì một giới chức của Hoa Kỳ cho biết là các trợ lý của Tổng thống Joe Biden đã liên lạc với những người đồng cấp Israel trước cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an, giải thích rằng là việc bỏ phiếu trắng không thay đổi chính sách của Hoa Kỳ. Giới chức của tòa Bạch ốc nhận định là ông Netanyahu đang tìm cớ để không cử phái đoàn đến Washington, vì chuyến thăm sẽ buộc ông phải hủy chiến dịch tấn công vào Rafah, thành trì cuối cùng của Hamas ở Gaza, điều sẽ gây bất đồng với các thành viên cực hữu trong liên minh cầm quyền, những người không muốn ông thỏa hiệp. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Nhật Bản sửa quy định để xuất cảng máy bay chiến đấu. Nội các Nhật Bản ngày 26 tháng 3 đã nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về chuyển giao thiết bị quân sự để cho phép xuất cảng máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo đang được nước này phát triển với Anh và Ý sau thỏa thuận của liên minh cầm quyền hồi đầu tháng này. Nhật, Anh và Ý hy vọng loại chiến đấu cơ mà ba nước cùng phát triển sẽ sẵn sàng vào năm 2035. Máy bay chiến đấu mới nói trên chỉ có thể được xuất cảng đến các quốc gia không có xung đột và đã ký kết quốc tế sử dụng vũ khí theo hiến chương của Liên Hiệp Quốc. Các quy định mới còn nhấn mạnh máy bay chiến đấu chỉ có thể được xuất cản tới những quốc gia đã ký hiệp ước với Nhật về chuyển giao thiết bị quốc phòng và công nghệ. Hiện có 15 quốc gia đã ký hiệp ước này với Nhật Bản. Trước đây, việc xuất cản thiết bị quân sự của Nhật sang nước thứ ba bị cấm, dù đã có một số trường hợp ngoại lệ trong những năm gần đây các giáo sư y khoa tại Nam Hàn bắt đầu xin nghỉ việc hàng loạt. Vào ngày 26 tháng 3, các giáo sư y khoa của nhiều trường đại học ở Nam Hàn đã bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc và giảm giờ làm để ủng hộ các bác sĩ tập sự. Các giáo sư y khoa ở Nam Hàn chính là lực lượng bác sĩ cấp cao tại các bệnh viện đại học lớn. Hành động trên cho thấy căng thẳng y tế kéo dài hơn một tháng qua ở Nam Hàn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, bất chấp nỗ lực kêu gọi đối thoại của chính phủ. Hiệp hội giáo sư y khoa Nam Hàn cho biết là các giáo sư của 19 trong số 40 trường y trên toàn quốc đã ký một tuyên bố chung phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của chính phủ và thông báo bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc ngay trong ngày. Nhóm giáo sư này cũng giảm giờ làm xuống 52 giờ một tuần thông qua việc điều chỉnh lịch phẫu thuật và các phương pháp điều trị khác cho đến khi đơn từ chức được chấp thuận. Họ tuyên bố sẽ chỉ đàm phán nếu chính phủ bãi bỏ kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh. Các giáo sư y khoa tại Đại học Y. John một trong những trường y lớn nhất của Nam Hàn, đã nộp đơn xin nghỉ việc hàng loạt. Tuy nhiên, thì con số chính xác chưa được tiết lộ. Khoa y của Đại học Osan cũng có hành động tương tự với 433 trong số khoảng 1.000 giáo sư xin nghỉ việc. Trong khi đó, thì các giáo sư trường y tại Đại học Quốc gia Seoul và Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul cũng đã bắt đầu nộp đơn xin nghỉ việc. Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Nam Hàn Cho Giong Hong đã cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc linh hoạt dựa xử phạt hành chính đối với các bác sĩ tập sự và đã bắt đầu các bước thiết thực để tham vấn các chính đảng nhằm để đối thoại cởi mở với cộng đồng y tế để có giải pháp phù hợp tháo gỡ bế tắc hiện tại. Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lãnh án tù chung thân vì tham nhũng. Tòa án tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Trần Tuất Nguyên, cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, vì tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, bị cáo Trần Tuất Nguyên đã lợi dụng các chức vụ mà ông đảm nhiệm trong giai đoạn từ 2010 đến 2023 để hỗ trợ nhiều cá nhân trong những vấn đề liên quan đến các hợp đồng dự án, hoạt động đầu tư và tổ chức các sự kiện thể thao đổi lại các khoản tài chính và hiện vật có trị giá hơn 11 triệu Mỹ Kim. Theo phán quyết của tòa án, Trần Tuất Nguyên đã vi phạm các quy định gây tổn hại đến cạnh tranh công bằng trong lĩnh vực bóng đá cũng như thiệt hại lớn cho nền bóng đá Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cũng đưa tin, cựu Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Trung Quốc Yu Chen bị kết án 13 năm tù với cùng tội danh tương tự. Thái Lan thực hiện chương trình giao thuốc tận nhà trong khuôn khổ của chương trình chăm sóc sức khỏe toàn dân 30 baht cộng người dân của Thái Lan chỉ cần cung cấp thẻ căn cước là có thể sử dụng dịch vụ này tài xế y tế tự nguyện ở Thái Lan hiện có thể giao thuốc tận nhà cho bệnh nhân ở 32 tỉnh trên khắp cả nước Bộ trưởng y tế của Thái Lan là Chonan cho biết tài xế y tế sẽ giao thuốc theo đơn cho những bệnh nhân nằm liệt giường hoặc là những người gặp khó khăn khi di chuyển đến bệnh viện hay hiệu thuốc theo ông Chonan thì dịch vụ này đã được thử nghiệm ở một số tỉnh kể từ tháng 12 của năm ngoái. Tính đến tháng 3 của năm nay thì khoảng 184 bệnh viện và phòng khám đã giao gần 44.200 đơn thuốc thông qua mạng lưới gồm có 1.414 tài xế y tế. Theo một cuộc khảo sát của Bộ Y tế công cộng Thái Lan, 99.2% bệnh nhân hài lòng với thời gian giao thuốc và 99% cảm thấy vui vì không phải trực tiếp đến bệnh viện. Bộ này đang lên kế hoạch mở rộng sáng kiến trên, đồng thời xem xét phương án sử dụng dịch vụ của các công ty tư nhân như là Global Jet Express, Grab và Robinhood để giao thuốc máy bay Úc nổ động cơ trên không. Hành khách trên chuyến bay thuộc hãng hàng không Qantas của Úc vừa trải qua tình huống sợ hãi khi phi công buộc phải tắt động cơ giữa không trung và hạ cánh khẩn cấp do nổ động cơ. Tai nạn thoát tim xảy ra trên chuyến bay QF-781 khởi hành từ sân bay Tullamarine ở thành phố Melbourne tới Perth đêm ngày 25 tháng 3. Sau 4 giờ bay, máy bay đang chuẩn bị hạ cánh xuống Perth thì hành khách nghe thấy một tiếng nổ lớn, tiếp đó là thông báo động cơ máy bay phát nổ. Một hành khách mô tả tiếng nổ tương tự như tiếng nổ lốp xe. Các phi công nhanh chóng tắt động cơ theo cách thủ công và đưa ra thông báo hạ cánh khẩn cấp. Cuối cùng chiếc máy bay Airbus A330-200 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay ở Perth. Lúc này dưới mặt đất đã có đội cứu hỏa chờ sẵn phòng trường hợp xấu. Tất cả hành khách và phi hành đoàn sau đó đều an toàn rời khoang mà không gặp thêm tai nạn nào. Các kỹ sư của hãng Qantas cho biết sẽ kiểm tra động cơ để xác định nguyên nhân vụ nổ. Chính quyền của Trung Quốc kêu gọi giới trẻ tổ chức đám cưới tiết kiệm Quan điểm tổ chức cưới tiết kiệm thay vì tiệc lớn như truyền thống đang là một trong những đề tài được quan tâm nhất trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Bài viết của Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc Trung Hoa xuất hiện trong danh sách hot của các công cụ tìm kiếm nội địa Baidu vào ngày 26 tháng 3. Trong đó cho biết là các cặp vợ chồng cảm thấy kiệt sức vì chi phí và thời gian dành để tổ chức đám cưới lớn. Một cặp vợ chồng hiện đại của Trung Quốc được phỏng vấn cho biết là họ chỉ chi khoảng 830 Mỹ Kim cho đám cưới, thấp hơn đáng kể so với chi phí truyền thống có thể lên tới hơn 27.700 Mỹ Kim. Trong năm 2023, số đám cưới mới ở Trung Quốc tăng 12.4% so với năm trước đó, đảo ngược xu hướng sụt giảm kéo dài gần một thập niên. Một phần nguyên nhân là do nhiều cặp đôi vợ chồng tổ chức đám cưới sau khi đã trì hoãn vì đại dịch COVID-19. Trung Quốc đang đau đầu vì tình trạng già hóa khi dân số của nước này đã giảm 2 năm gần nhất là 2022 và 2023. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã trì hoãn kết hôn và sinh con do chi phí cao. Trung Quốc được biết là một trong những nơi đắt đỏ nhất thế giới để nuôi dạy trẻ em tính theo GDP bình quân đầu người. Đài Loan tìm cách thu hút sinh viên Việt Nam, Đông Nam Á cho ngành bán dẫn. Do sinh xuất giảm tạo ra mối nguy, là Đài Loan sẽ thiếu nhân tài trong ngành công nghệ cao. Hòn đảo này đã tìm cách chiêu mộ hàng ngàn sinh viên Việt Nam và Đông Nam Á, xem đó như là nguồn nhân lực cho ngành bán dẫn. Theo bài báo của Nikkei, mục tiêu của chương trình là sẽ có khoảng 70% số sinh viên quốc tế làm việc ở Đài Loan sau khi tốt nghiệp, tăng từ mức hiện nay là 40 đến 50%. Đài Loan sẽ đào tạo về ngành bán dẫn miễn phí cho sinh viên, ngoài ra còn trả lương cho sinh viên trong trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp, họ sẽ làm việc cho các hãng của Đài Loan tại Đại học Khoa học Công nghệ Minh Tân ở thành phố Tân Trúc, còn gọi là thung lũng Silicon của Đài Loan, nằm ở miền Tây Bắc của đảo, có gần 700 sinh viên Việt Nam trong số 2.300 sinh viên. Các sinh viên học về các máy móc được sử dụng trong các hãng chế tạo bán dẫn ngoài đời thực. Các sinh viên cũng có thể thực tập tại các hãng sản xuất chip hàng đầu như công ty chế tạo bán dẫn Đài Loan TSMC hay các hãng công nghệ ASE và Powertech. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Putin sang thăm Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam coi quan hệ với Nga là một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu. Trong cuộc điện đàm vào ngày 26 tháng 3, Tổng thống Putin nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp thu xếp thời điểm phù hợp, theo thông cáo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay. Tổng bí thư Trọng gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc đến tổng thống Putin nhân dân Nga và thân nhân của những người bị nạn trong vụ khủng bố tại Moscow vào ngày 22 tháng 3. Ngoài ra thì hai lãnh đạo còn trao đổi về một số định hướng lớn nhằm để thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa, du lịch. Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950 và xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012. Vào năm ngoái thì chủ tịch đảng nước Nga thống nhất, phó chủ tịch hội đồng an ninh liên bang Nga Dmitry Medvedev đã thăm chính thức Việt Nam. Xét xử ba cha con ông Trần Quý Thanh với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu Mỹ kim, tòa án ở Sài Gòn đã ra quyết định xét xử ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát cùng hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích trong hai ngày từ 23 đến 25 tháng 4 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Báo Tuổi Trẻ hôm 26 tháng 3 cho biết ba cha con ông Thanh bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù. Khoảng 20 luật sư ghi danh tham gia, trong đó ba cha con bị cáo Trần Quý Thanh có 4 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng, bị can Trần Quý Thanh lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật dân sự để cho vay nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản với lãi suất 3% mỗi tháng. Tuy nhiên, các bị cáo yêu cầu các chủ tài sản dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi chủ tài sản cổ phần của dự án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận, thì các bị cáo lại lấy lý do để không trả lại tài sản cho chủ tài sản. Việt Nam tăng cường nhập than vào lúc hứa với giới đầu tư không cắt điện. Reuters loan tin vào ngày 26 tháng 3 dẫn số liệu của Hải quan Việt Nam cho biết là than nhập cảng của Việt Nam tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, tính đến thời điểm trung tuần tháng 3 của năm nay. Thực tế này diễn ra vào khi chính phủ của Hà Nội cố gắng bảo đảm với giới đầu tư nước ngoài sẽ không lặp lại tình trạng cắt điện mà các nhà máy sản xuất phải chịu trong đợt thiếu điện vào năm ngoái. Số liệu cụ thể cho thấy than mà Việt Nam nhập chủ yếu từ nước Úc và Indonesia tăng chừng 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 2 tháng đầu năm 2024, thì sản lượng khai thác các mỏ than trong nước cũng đã tăng 3.3%. Theo dự báo, lượng than nhập cảng của Việt Nam còn tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay. Hiện nhiệt điện chạy bằng than ở Việt Nam chiếm chừng 60% sản lượng điện trên cả nước. Thủ tướng Chính phủ Hà Nội ông Phạm Minh Chính vào hồi năm 2021 khi tham dự hội nghị biến đổi khí hậu tại Glasgow COP26 đưa ra cam kết đến năm 2050 thì Việt Nam sẽ đưa mức phát thải ròng về số 0. Hơn 10.000 tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam trong năm qua. Các lực lượng thuộc Hải quân Việt Nam trong năm qua đã xua đuổi trên 10.000 lượt tàu cá nước ngoài bị cho là xâm phạm vùng biển của Việt Nam. Số liệu vừa nêu được thông báo tại hội nghị do Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Hải quân Việt Nam cho biết, ngoài việc phát hiện tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển của Việt Nam như vừa nêu, các lực lượng của Hải quân còn tiến hành vận động ngư dân trong nước giám sát, ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tàu cá Việt Nam. Nam khai thác hải sản trái phép trên các vùng biển của nước ngoài. Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời của một giới chức chính phủ Hà Nội cho biết tình trạng tàu cá của người dân Việt Nam vi phạm vùng biển của những nước khác trong những năm qua giảm dần. Đáng lưu ý tình trạng vi phạm vùng biển của các quốc gia đảo ở Thái Bình Dương như Úc, Palau, Tân Caledonia, Papua New Guinea được xóa bỏ từ năm 2014. Bà chủ tịch huyện ở Đồng Nai bị mất hơn 4 triệu Mỹ Kim do tội phạm công nghệ cao. Cơ quan Cảnh sát Hình sự và Cơ quan An ninh mạng Việt Nam cho rằng là bà Nguyễn Thị Giang Hương, chủ tịch của huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị mất hơn 4 triệu Mỹ Kim từ tài khoản cá nhân do tội phạm công nghệ cao. Ông Tô Cao Lanh, Phó Cục trưởng Cảnh sát Hình sự Bộ Công an Việt Nam, loan báo như trên tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức vào ngày 26 tháng 3. Trong khi đó thì nói về sự việc này, ông Lê Minh Mạnh đại diện của cơ quan cảnh sát hình sự và cơ quan an ninh mạng cho rằng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt trên không gian mạng không còn xa lạ nhưng đang ngày càng trở nên tinh vi. Theo báo tuổi trẻ vào ngày 22 tháng 3, nhóm lừa đảo đã yêu cầu bà Giang Hương mở tài khoản, sau đó thì bà Hương đã huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản này. Bằng nhiều cách thì nhóm lừa đảo qua mạng đã lấy tiền từ tài khoản của bà này mỗi lần vài triệu Mỹ kim. Giải thích vì sao xảy ra vụ việc trên, bà Giang Hương cho biết đây là vụ hacker tấn công vào tài khoản. Tiền trong tài khoản chứ tôi không chuyển tiền. Công an vẫn đang điều tra nên tôi chưa thể nói gì thêm. Trong khi đó, thì nhiều độc giả cho rằng là người dân quan tâm nguồn gốc của số tiền 4 triệu Mỹ Kim hơn là việc mất 4 triệu. Giới tài phiệt và ngân hàng kháng cáo vụ siêu lừa gần 20 triệu Mỹ Kim. Sáng 26 tháng 3, tòa án cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ siêu lừa của hàng loạt ngân hàng và các nhà tài phiệt. Phiên tòa được mở do các kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, 41 tuổi, trú tại Hà Nội, người bị cáo buộc giữ vai trò cao nhất trong vụ án, cùng kháng cáo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam PVC Combank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á Việt Á Bank và nhiều đại gia sở hữu hàng chục triệu Mỹ Kim liên quan. Hồi tháng 3 năm ngoái, Nguyễn Thị Hà Thành bị tuyên mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng chục cựu giới chức ngân hàng NCB, PV Combank và Việt Á Bank cũng lãnh án tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành được các cựu giới chức ba ngân hàng nêu trên tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lãi suất cao. Quá trình xét xử sơ thẩm, Nguyễn Thị Hà Thành khai nhận thông qua mối quan hệ với nhân viên ba ngân hàng trên để tìm kiếm danh sách khách VIP thỏa thuận đứng tên đồng sở hữu sổ tiết kiệm. Sau khi sổ phát hành, Thành tìm cách cầm cố chiếm đoạt tiền như nêu trên. Về phía mình, các nhà tài việt cho hay đồng ý góp tiền vào sổ tiết kiệm đồng sở hữu với Thành là do tin tưởng vào sự bảo đảm của các nhân viên ngân hàng, nhưng lại bị phản bội dẫn đến mất tiền. Họ đề nghị phía ngân hàng trả lại các sổ tiết kiệm cho họ. Du lịch trong nước đang mất dần du khách trẻ đại diện của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist, cho hay đơn vị đã xây dựng và chào bán vé hơn 200 tour du lịch hè trong và ngoài nước, dự kiến phục vụ hơn 350 đoàn với hơn 110.000 lượt khách. Lượng khách đặt chỗ đi nước ngoài chiếm gần 60%, trong đó thì các tour đến Nhật Bản, Âu Châu này đã gần kín chỗ, đạt 80%. Ông Phạm Quý Huy, giám đốc của công ty thương mại và du lịch Kiwi cho hay, Kiwi Travel vừa đưa ra hai chương trình đi nước ngoài, hai chương trình trong nước, đa số khách chọn bỏ thêm tiền để đi nước ngoài trải nghiệm những cảnh lạ như là đi Nhật Bản ngắm hoa lavender. Theo ông thì ngày càng nhiều người, nhất là người trẻ chọn du lịch nước ngoài, ngoài việc giá vé máy bay trong nước đắt đỏ hơn các điểm đến trong nước cũng ít đầu tư nhằm làm tăng sự trải nghiệm của du khách. Chẳng hạn, khi đi Mũi Né, tỉnh Bình Thuận thì du khách của các tỉnh phía Nam không phải mua vé máy bay, nhưng họ đến vài lần là thấy nhàm chán bởi ngoài biển, đồi cát thì không có thêm sản phẩm hay là dịch vụ gì mới. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Du lịch cho hay, qua khảo sát ở các công ty du lịch ở Sài Gòn thì họ đang bán các tour đi Thái Lan, Trung Quốc rất chạy do giá tour chọn gói khá rẻ. Ngoài ra thì các nước láng giềng làm truyền thông về du lịch rất mạnh, họ tiếp thị du lịch bằng tiếng Việt. Thêm nữa thì các nước làm du lịch rất đồng bộ, nhân viên của mọi cửa hàng đều vui vẻ, niềm nở, du khách chỉ xem và hỏi chứ không mua hàng. Còn ở Việt Nam thì du khách xem hàng mà không mua là nhận ngay thái độ khó chịu của nhân viên, đó là chưa kể đến nạn chặt chém. Và kính thưa quý vị, sau đây là những bản tin cuối. Rapper Sean Diddy Combs bị khám xét nhà vì liên quan đến buôn bán tình dục. Bộ Nội an nội địa xác nhận các đặc vụ đã đột kích những ngôi biệt thự ở Los Angeles, Miami và New York của rapper Sean Diddy Combs. Hai giới chức thực thi pháp luật phát biểu với hãng thông tấn AP, cơ quan điều tra an ninh nội địa HSI và các cơ quan thực thi pháp luật khác đang tiến hành khám xét các tài sản như một phần cuộc điều tra của chính quyền liên bang ở New York về hoạt động buôn bán tình dục. Cơ quan điều tra an ninh nội địa thuộc Bộ Nội an nội địa Hoa Kỳ chịu trách nhiệm điều tra tội phạm và các mối đe dọa xuyên quốc gia, bao gồm cả nạn buôn người. Vì tính chất nhạy cảm của cuộc điều tra, nguồn tin không nêu rõ liệu Sean Diddy Combs có phải là mục tiêu cụ thể hay không. Cảnh quay từ trên không về ngôi nhà của Sean Diddy Combs ở Los Angeles cho thấy nhiều nhân viên thực thi pháp luật có vũ trang đang đi bộ xung quanh khuôn viên khu nhà tên của họ cũng như tung tích hiện tại của Sean Diddy Combs vẫn chưa được tiết lộ chính thức khi cuộc khắp xét diễn ra. Có tin máy bay riêng của rapper đã rời Los Angeles và hạ cánh xuống đảo Antigua. Nhà sản xuất âm nhạc và rapper Sean Diddy Combs, 54 tuổi, thành lập hãng nhạc Bad Boy vào năm 1993 và lấy nghệ danh là Puff Daddy và P. Diddy. Anh từng giành được 3 giải Grammy cùng với 14 đề cử. Anh từng nhiều lần được Forbes xếp hạng là rapper giàu nhất thế giới với tài sản ước tính 820 triệu Mỹ Kim. Thành công trong sự nghiệp nhưng đời tư ngôi sao này khá tai tiếng. Anh thường xuyên đối mặt với nhiều vụ kiện dân sự về cáo buộc tấn công tình dục và buôn bán tình dục. Năm ngoái, Sean Diddy Combs bị bạn gái cũ là ca sĩ R&B Cassie tố cáo bị anh lạm dụng thể xác và tình dục trong nhiều năm. Phê ma túy lái xe, tông chết người, một người đàn ông Westminster bị 10 năm tù. Một người đàn ông tại Westminster nhận tội và bị kết án 10 năm tù tiểu bang vì phê ma túy lái xe tông chết người, theo nhật báo The Orange County Register loan tin. Tại phiên tòa ở Marietta, ông Ernest Sniper Lugo, 55 tuổi, nhận tội tông chết ông Jose Montanches Jr., 65 tuổi, cư dân của Hammett ở Winchester vào tối chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm ngoái. Cảnh sát tiểu bang California cho hay là khoảng 7 giờ 20 phút tối chủ nhật ngày 22 tháng 10 của năm ngoái, ông Lugo lái xe pickup truck Chevrolet quẹo ngược chiều vô đường Dominiconi khi đang chạy hướng Tây. Một chiếc BMW chạy hướng Đông đúng chiều trên đường Dominiconi và chiếc pickup đã tông thẳng vào chiếc BMW. Cả hai chiếc đều bị hư hỏng nặng nề. Mảnh vỡ từ vụ Tông này đã văng trúng chiếc sedan Nissan phía sau của chiếc BMW, nhưng chiếc Nissan chỉ bị hư nhẹ. Vài phút sau thì nhân viên cấp cứu đã tới hiện trường và công bố là ông Montanches đã thiệt mạng. Ông Lugo và người đi chung xe với ông bị thương nhẹ và được đưa đi bệnh viện. Ông Lugo được kiểm tra xem có say rượu hay ma túy hay không và kết quả là có. Ông bị bắt mà không có chống cự. Giáo viên trường trung học San Jose bị bắt vì cưỡng hiếp học sinh 20 năm trước. Một giáo viên tại trường trung học Lê ở San Jose đã bị bắt vì cáo buộc tấn công tình dục một học sinh hơn 20 năm trước. Cảnh sát San Jose cho biết các cảnh sát đã trả lời báo giới về vụ tấn công tình dục trẻ vị thành niên xảy ra vào khoảng thời gian từ năm 2002 đến 2003. Các nhà điều tra thuộc lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm internet đối với trẻ em ICAC của sở cảnh sát San Jose xác định nghi phạm là một giáo viên tại trường trung trung học Lê, còn nạn nhân là một cô gái đang là học sinh của trường. Cảnh sát xác định nghi phạm là Sean Thomas, 56 tuổi, ở Los Gatos, hiện đang dạy ở trường Lê High School và cũng là huấn luyện viên bóng đá và điền kinh tại trường trung học Los Gatos. Các thám tử của Sở Cảnh sát San Jose đã xác định và bắt giữ Thomas ở San Jose và đưa người này vào nhà tù quận hạt Santa Clara với tội danh hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Cảnh sát San Jose yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về các vụ án hoặc các vụ án tương tự, hãy liên lạc với thám tử Camarillo số 4576 theo địa chỉ 4576 at sanjoseca.gov hoặc số điện thoại 408-273-2959, 408-273-2959. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình tin tức của Sài Gòn TV. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị có một ngày thật vui và bình an. Xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.